Mode D tương đương 57 triệu 750 nghìn đồng. Tổng là 69 triệu 250 nghìn đồng. Cảm ơn mạnh thường quân cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cho em, ngày nay em có được máy ấm. Hôm nay thì có mua trang thiết bị gồm có vật dụng, gồm có máy quạt, bếp ga với lại tivi. Sau khi lắp xong thì tuần sau thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại một lần nữa để quay cho cô bác quý anh chị xem. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng Bùi Hồ cho giao hoàn cảnh gia đình của chị Nguyệt cũng như là những hoàn cảnh khó khăn. Cô bác quý anh chị, ở trong clip thứ hai này thì Bùi Hồ sẽ đi ra chợ, cái nơi mà hôm trước mà Bùi Hồ mua một số thiết bị cho anh Xuyên đó. Nơi đó cũng giảm giá và Bùi Hồ sẽ mua cho chị một số đồ dùng thiết yếu trong gia đình, cũng như là mua gạo cho chị nè. Rồi sau đó sẽ công bố số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị ở trong cái đợt 2 này. Còn bao nhiêu thì chắc có lẽ là mình sẽ gửi lại cho chị làm cái chi phí để mà chị có thể bán vé số. Chị với lại bé Thanh có thể bán vé số và bé Thanh sẽ không còn đi xin nữa. Thì các chi phí ủng hộ lần 2 này thì được sự ủng hộ của anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ 1.500 USD, của cô Sơn cũng là Việt Kiều Mỹ ủng hộ 500 USD, tổng cộng cái số tiền là 2.000 USD ở đợt 2 này. Và mình sẽ dùng để chi phí để cho trả cho cái năng lượng mặt trời của cái phần nhà tiền chế đó, với lại một số thiết bị đồ dùng trong nhà cho chị. Mình trao cho chị cũng được, nhưng mà mất công chị đi mua thôi, thì sẵn có ở đây thì mình sẽ mua cho chị luôn. Tại vì có đôi khi thì chị cũng không có gành lắm về mua những cái thiết bị điện tử, nên Bùi Hồ sẽ mua chỗ này, nó sẽ thấy nó quen hơn. Ở cái đường nãy nhớ là cái đường Lê Hồng Phong Kiếm Quài, ở đây là cái chợ Hồng Ngự này. Cô bác có gì chị thấy quen không? Mỗi lần đi đây thì Bùi Hồ thích quay cái Hồng Ngự này, tại vì nó mới lên thành phố cách đây cũng không lâu, cũng mới lên đây thôi. Bây giờ mình sẽ ngừng cái đoạn này nha. Đường Lê đây tới khỏi ngừng, sẵn chạy luôn. Mình cho cô bác quý anh chị mà ở xa quê hương thì có thể nhớ về quê hương, nhớ về ai mà Việt Kiều mà ở Hồng Ngự thì có thể nhớ về Hồng Ngự. Đây cái tiệm này quen nè. Chào em. Chào anh. Nhớ anh không? Khách hàng quen. Em mua ủng hộ cho mấy người khó khăn đó chị. Rồi. Quay lại để cho Mạnh Thường Quân ta thấy. Thì hôm nay anh sẽ mua cái tivi giống như hôm trước á. Cái tivi hiệu Sáp. Với lại bếp ga cũng giống như anh Xuyên luôn. Được rồi, có nguyên bộ luôn nha. Rồi với lại cho anh một cây quạt đứng. Cho một cây quạt đứng đi ha. Rồi giống như hôm trước, chỉ một cây thôi đúng không? Một cây thôi, tại vì chị đó có hai cây cũng được, hai cây đi. Cái chỗ này thì chị này vừa bán vừa làm từ thiện luôn nè. Hôm trước ủng hộ là có bớt tiền nữa. Dạ rồi, để em coi so với giá hôm trước thì em sẽ để giống hôm trước ha. Cái này làm bao nhiêu inch em? Cái đó là 43 inch của TCL. 5.9 triệu. Còn thằng này? Thằng đó thì chỉ 42 inch của Sáp, 5 triệu. Thằng nào nó bền hơn? Hai thằng đều bền như nhau, đều bảo hành 2 năm hết. Này 42 inch hả? Dạ 42, này 43. Này nó bự hơn. Dạ bự hơn 1 inch. Nó mắc hơn 1 triệu. Dạ. Này lắp ở dưới ghe thì nó có cân xứng không ta? Dưới ghe hả? Quan trọng ghe mình ghe lớn hay ghe nhỏ? Ghe lớn. Thì bây giờ coi cái khoảng trống của nó như thế nào mới được. Mà ở dưới nó là nhiều khi là cái ghe mình để cái tivi 43 inch vô thì nó chặt á. Nó lố đúng không? Nó lố á, nó chặt á. Vậy lấy giống như hôm trước đi. Hôm trước ha. Đừng cho nó, tại vì Bùi Hồ cũng tính mua lớn cho chị nhưng mà nó sẽ chật. Cái phần ghe chị để trong đó chị vừa nằm ngủ chị vừa coi luôn á. Dạ. Mình lấy cái đó đi. Rồi vậy để em. Rồi em tính tiền giùm anh luôn. Lấy giùm em lên. Tại chị Nguyệt chị nói là ở dưới có quạt nhiều nên mình mua cái quạt đứng để cho ở ngoài trước thôi. Mình còn 5 triệu 8 để 5 ngàn. Là mình bớt rồi đó ha. Dạ, thôi lấy 5 triệu 8 đi. 5 triệu 8.
1 5 2 2 3 4 5 5 triệu rưỡi. Sao? Ở mình để này này riêng để mình mua cho chị. 1 2 4 5 2 nè. 5 triệu 7 55. À 5 triệu 7 55. Rồi anh gửi em 6 triệu nè. Cho anh cái quà kia chưa? Rồi. Dạ. Cho anh coi cái hóa đơn. Rồi đợi xíu coi kiểm tra coi chính xác không. Đó là 245. Cho anh mượn quay cái này. Ở đây là mình mua tất cả thiết bị cho anh, cho chị Nguyệt, gồm có TV Sharp 32 inch nè, 3.4 triệu nè, bếp Sakura 1.050.000, quạt 250.000, dây quan là 120.000, anten khách quà đại là 250.000, giá xoay là 200.000, nước với vỏ là của bình ga là 220.000 với lại 265.000, tổng cộng là 5.755.000 đồng. Đó, mình mới đưa 6 triệu. Này chị thối em hả? Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Đây là cái số tiền mà chị thối mình nè. Đó. Rồi cảm ơn của mà cửa hàng mình, chúc gia đình mình rồi mua may bằng đất. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Ủa dạ. Rồi bây giờ cái này là mình giao đâu anh? Chỗ chị Nguyệt ở Bến Tàu. Chị Nguyệt Bến Tàu ha. Ờ. Giao hàng ở chỗ chị Nguyệt Bến Tàu. Cái đó hỏi chị Nguyệt là người ta biết đúng không? Ừ. Ghe mới cắt á em. Hôm nay thì có gặp anh được, nhưng mà anh được quay che mặt lại. Em nữa em che mặt lại nha. Không sao. Gặp anh được là người mà gọi là trong ấy người ta gọi là chủ sĩ để lót cho cái phần nhà bè ở trên này. Anh được làm chắc chắn đẹp quá anh được ơi. Em nữa em che mặt lại cho không sao đâu. Hứa với anh này. Hôm nay nữa là hoàn thành được nhiêu phần trăm mà anh được? 95% rồi. 95% rồi hả? Rồi khi nào mình cập cái phần ấy anh? Đang xin được 2 cây gòn rồi mà đợi cái khâu để người ta vận chuyển xuống, vận chuyển xuống. Dạ. Anh có thống kê cho em cái chi phí mà mình làm hết cái này chưa? Chưa. Thống kê cho em đi để xíu để anh. Dạ. Để anh kêu Nghi gửi giấy qua nha. Dạ. Vậy anh muốn coi cho em thì cái này nữa. Anh kêu gửi giấy qua liền. Anh mới mua 3 đầu nữa nè. Dạ. Rồi hai cái chi phí vận chuyển của cái cây gáo rồi luôn đó. Nó cho đừng trồng trền á. Cây cọng với cây gáo, cây gòn hay. Bây giờ mình cũng chưa biết như không, phần nó để cho anh hỗ trợ phần đó cho. Anh hỗ trợ luôn phần đó ha. Vận chuyển luôn. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm nãy giờ em chạy đi mua đồ. Cây gòn thì bây giờ là cái đưa hai cây gòn vô bàn thì thấy như đưa hai gòn vô là nó vững hơn. Dạ. Tại vì anh được chia sẻ là tính làm phi, nhưng mà phi thì bắt khó hơn, mà nó không có vững bằng cái hai cây gòn, nên anh dự định là bắt hai cây gòn cho chị luôn. Bước lên đây thì nó vẫn còn trồng trền. Thông báo với cô bác với anh chị, anh được này là cái người mà đứng mà không chịu có lên clip, mà đã làm nguyên cái phần nhà bè hết cho anh Xuyên luôn, cái phần ở trên á. À, chi phí vận động hỗ trợ gì anh vận động hết luôn, nhưng mà nói thôi đừng có đưa tên lên. Lên đừng lên mặt được. Đừng. Xấu lắm. Dạ thì thôi thì bây giờ mình sẽ thống kê lại, đợi anh được thì mình sẽ thống kê lại chi phí rồi tổng cộng bao nhiêu, rồi sẽ công bố số tiền mạnh thường quân luôn. Này làm đẹp nhờ mấy ông thợ đó. Dạ. Cũng nhờ công chung hết luôn. Quý anh chị thì hôm nay thì trở lại cái ghe của hoàn cảnh gia đình của chị Nguyệt, mà ba mẹ con sinh sống trong một cái căn chòi tạm bợ đó. Thì hôm nay Bùi Hồ cũng nhận được sự ủng hộ của đợt 2 của hai mạnh thường quân đó, đó là của anh Lý Văn Thiệu là Việt Kiều Mỹ 1.500 USD, và cô Sơn cũng là Việt Kiều Mỹ 500 USD, tổng cộng số tiền là 2.000 USD. Bùi Hồ đổi ra được là 46 triệu. Bùi Hồ đổi ra được 46.200.000 đồng. Thì chi năng lượng mặt trời là 8.900.000. Cái gì con hả? 45.000 đồng. Và vật dụng trong nhà là mới Bùi Hồ mới mua là 5.755.000 đồng. Còn cái phần nhà bè là 19 triệu đồng. Gạo là 650.000 đồng. Tổng chi là 34.359.000 đồng. 46.260.000
200.000 đồng, trừ đi 34.359.000, còn lại chỉ còn lại là 11.841.000 đồng. Thì hai cái phần hóa đơn mà đây là mua vật dụng trong nhà đó là 5.755.000 đồng nè, là anh hỗ trợ rồi, trong đó thì phần công anh không tính nè, rồi một số thiết bị anh hỗ trợ thêm được 1.000.000 đồng anh không tính, thì anh chỉ mua giùm thôi. Tổng phần cây là 5.000.000 đồng, dây neo vật dụng là 1.400.000, công thợ là 4 người. Mấy người anh? Chắc là 3 người. 3 người là 3.600.000 hả? 3 người là 4 ngày. Ngày 300. Phải không? Ừ. Rồi là 3.600.000. Sắt ton là 8.000.000, tổng cộng 18.000.000 đồng. Ở đây thì và mấy anh em phụ tiếp, rồi là phụ tiếp là không có tính công cô bác với anh chị, coi như ảnh làm phước á. Rồi cái này là ghe và lợp với lại cabin là 1.000.000 đồng, tổng cộng là 19.000.000 đồng. Hôm nay thì hai cái phần kia Bùi Hồ đã chi xong rồi, bây giờ em sẽ chi cho anh là thêm 19.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000.000 anh. Cái này là 19. Dạ đúng rồi. Cái này là 19.000.000 đồng, là anh tính cho gọn đó, cho chẳng đó, có phần còn lại dư là anh khuyến mãi anh làm phước luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Gòn thì ta cho rồi, bây giờ đang đợi kêu dân công chưa được. Chứ hai cái gòn nó cũng lớn lắm. Anh điếm giùm em anh được. Đó, đủ chưa? Nhập cái tờ giấy đó. Đó là cái anh được, thì thật ra thì anh được cô bác quý anh chị, thì anh được là anh chạy tới chạy lui, anh làm ban đêm ban ngày, đêm tối thì không có chị thì anh phải chở lên rồi chở bằng xe tải, có gỡ clip qua cho Bùi Hồ thấy thương ghê luôn á. Thì anh được có muốn nói lời nào không anh được? Nói chung là hai lần mà hai cái nhà bè ở đây á, nhà bè trước là của anh Xuyên thì em không có biết anh, nhà bè này á thì biết là anh làm cho anh Xuyên sắc sảo quá nên là nữ em liên hệ với anh luôn, chứ không có anh thì em cũng vất vả cái phần này. Em thay mặt Mạnh Thường Quân, thay mặt Chị Nguyệt, gia đình của chị cảm ơn anh. Chứ bữa anh cũng thay mặt gia đình của Chị Nguyệt á, cảm ơn hết tất cả Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Và đây thì cũng hôm nay là cái nhà bè của chị Nguyệt là coi như cũng sắp hoàn thành rồi, 90% rồi. Bây giờ cũng phần còn lại là cũng hy vọng chúc cho chị Nguyệt á, là có được cái nhà bè có một cái sự sống mới, là thay đổi cách sống, là bây giờ như lúc trước á, mình không có công ăn chuyện làm, bây giờ là mình phải đi xin con cái, phải đi xin giờ đi lụm cá rồi ăn. Bây giờ là có được nhiều nhà tài trợ hỗ trợ gì á, cũng mong chị là thay đổi được cái cuộc sống, gắn quán xuyến cho mấy cháu nó là kiếm công ăn chuyện làm, buôn bán cho nó có sự sống tốt hơn. Đó, cũng thành thật là mong chị cố gắng tiếp theo để quản lý cho mấy cháu nó có một việc làm ổn định. Thì em cũng giống như ý kiến của anh Được đó, cũng như là Mạnh Thường Quân, luôn mong mỏi gia đình của mình trong thời gian sắp tới mình sẽ sống nó cho mấy bé nó có cuộc sống tốt hơn nè. Rồi sau này thì Thanh là không có đi sinh nữa, thì bây giờ còn cái chi phí 11.848.841.000 đồng em sẽ trao cho chị để chị em, để chị có làm vốn làm ăn đi bán vé số hay là như thế nào đó. Đó thì ý của chị sao chị? Ý em thì đồng ý, mà trước mắt em mang ơn anh Được rất là nhiều, với cô bác trong ngoài nước, với anh Bùi Hồ giúp đỡ giùm cho em những lúc mà hoàn cảnh em khó khăn. Em hứa từ đây về sau em không cho mấy đứa em cũng không đi bắt cá nữa, đi bán mẹ con, đi bán vé số, làm lại cuộc sống mới lại. Em cũng rất là mang ơn anh Bùi Hồ với anh Được với cô bác trong ngoài nước giúp đỡ cho em rất là nhiều lúc em biết đó. Thôi chị đừng khóc nữa, đằng nào lên này lần này là vui là phải cười. Em quá mừng à. Thành con sẽ thời gian ai đuổi nữa chân, không ai đuổi con sẽ bán vé số rồi. Con không có chơi game nha, tuổi của con là tuổi dễ bị sa ngã nên không có chơi game nha. Phụ giúp mẹ bán vé số bao nhiêu hay bao nhiêu nha Thanh. Dạ. Có nói lời nào với Mạnh Thường Quân không con? Dạ con cảm ơn chú Mạnh Thường Quân giúp bà mẹ con với chú Được với chú Bùi Hồ. Mình chào chú Bùi Hồ đó con. Rồi Nhi, cái cầu đó có thay đổi được con, cái gia đình của con. Con Mạnh Thường Quân với cậu Hồ. Cậu Được với cậu Bùi Hồ.
đã giúp cho con một cái chỗ ở, có cái bè giống vậy, con vui lắm mà. Nhớ thời gian tới là mình phải cố gắng nha, mình phải dạ. giúp mẹ mình ba, tại vì toàn là nữ nhiều, rồi bé thì nó nhỏ nữa nên là nữ là cố gắng bươn chải trong thời gian tới. Thôi bây giờ em sẽ trao cho chị số tiền này, dạ. mình làm vốn bán số gạo thì em cũng đã mua cho mình luôn rồi. Bây giờ chỉ cần là mình cố gắng mình tích lũy từ từ nha chị nha. Rồi bây giờ em sẽ giao cho chị 11.841.000 đồng. Chắc cái cọc này em 11 triệu sẵn, 10 triệu nè, cái này đếm điếm lại lần nữa đi cho nó chắc em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, 840.000 đồng. À, không đủ ở đây hả? Không biết có lấy tài sản chia ra hết. Chắc ở đây hàng xóm lấy giúp ra mua đồ này. 840.000 đồng, em đưa cho chị 900 luôn. Cho em luôn. À, bao nhiêu đưa em, chị hết luôn. Em mang lên anh nhiều. Con hồ đã hoàn thành lại hết cái nhà bè cho chị, cái còn hai bên là cái phần nổi nữa thôi cho an toàn lại. Thì thời gian sắp tới là khả năng của gia đình của chị Nguyệt cố gắng sinh sống, thì chắc có lẽ là đến đây thì em sẽ ngưng hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân, tại vì còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, và số tiền này với lại nơi ở ổn định thì em nghĩ là mình cũng đủ ha chị ha. Rồi à, em cảm ơn một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình chị Nguyệt đến thời điểm này. Thì sau đây em xin được công bố qua một lần nữa danh sách mà tất cả các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đến thời điểm này. Thì ở đây có tổng cộng là 10 cá nhân Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của chị Nguyệt. Thứ nhất là cô Huệ ở Bỉ là 1.500.000 đồng ủng hộ đợt mình mua gạo đó chị. Đó. Anh Khoa, chị Vân là Việt Kiều Úc ủng hộ 5.000.000 đồng. Rồi Giác Linh Bùi, chị Giác Linh Bùi ở Mỹ là 100 đô. Nam Nguyễn là thành phố Hồ Chí Minh, đây Việt Kiều Mỹ gửi về là 100 đô. Anh Long Nguyễn là Việt Kiều Úc 2.000.000 đồng. Chú Định Việt Kiều Mỹ 100.000 đồng. Ồ, 100 đô, xin lỗi, chú Định Việt Kiều Mỹ 100 đô. Chị Win Việt Kiều Úc 3.000.000 đồng, tiền này từ bạn Lê Thân Thiện chuyển qua. Anh Ngọc Phan Việt Kiều Mỹ 100 đô. Chị Ẩn Danh ở Mỹ 100 đô. Anh Lý Văn Thiệu là 1.500 USD. Cô Sơn Việt Kiều Mỹ 500 USD. Tổng số tiền mình là 11.500.000 đồng tiền Việt và 2.500 USD, tương đương 57.750.000 đồng. Tổng là 69.250.000 đồng. Đó là tổng cái số tiền mà em nhận được cho Mạnh Thường Quân của Mạnh Thường Quân để giúp cho gia đình của mình đến thời điểm này. Chị có muốn nói là gì không chị? Dạ. Trước như em mang ơn anh Bùi Hồ và em mang ơn tất cả Mạnh Thường Quân cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cho em. Hôm nay là có vui rồi, giữ em bé để mà kiếm thêm. Có việc làm liền ha. Có việc làm liền nha, gõ ghẹt. Giữ là ngày nhiêu chị? Dạ, ngày 100.000. Giờ giữ khi nào giờ? Như ngày đêm luôn nha. Bữa đêm ngủ với em luôn á. Giữ nhiêu giờ vậy, mấy giờ? Dạ cũng như với sáng á, với sáng ngang em giữ nó ra tới to sáng ngày mai gì đó là 100.000. Mà nó thấy nó dễ em giữ. Rồi một lần nữa thì Bùi Hồ chắc chia tay với lại gia đình của chị Nguyệt. Thời gian tuần sau thì Bùi Hồ sẽ quay lại thì ngôi nhà nó sẽ hoàn thiện hơn. Dạ. À, Bùi, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho gia đình chị Nguyệt. Cảm ơn anh được rất là nhiều luôn đã chung tay. Thì chúc gia đình mình trong thời gian tới thì sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi nha. Vài bữa thì mình thờ tượng Quan Âm lên. Dạ. Dạ. Ở cho em xuống em coi anh này lóc tới đâu rồi. À, đây là cái bình ga nè. Cái tivi thì chị treo ở trong này nè, anh này anh đang làm. Điện ở trong kia tất cả đều có sẵn hết. Bùi Hồ muốn cô bác với anh chị xem lại một lần nữa. Rồi bên đây là gạo nè. Tuần sau thì Bùi Hồ sẽ quay lại. Trước khi ra về thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị thấy về cái ngôi nhà tổng thể của chị Nguyệt. Ở ngoài trước này được làm bằng mái và ở bên đây có hai cái cửa sổ. Bên kia có hai cửa sổ luôn. Khi mà bước vô đây thì nhìn vào ở trong đây thì nó giống như là một cái nhà luôn á. Ở phần này thì cái sảnh ngoài trước nè, ở đó là một cái phòng ngủ, trên đó là một cái phòng ngủ luôn. Ở đằng sau có không gian bếp ở đằng sau. Nhìn cái khung cảnh này thì Bùi Hồ với lại mọi người, cô
các chú ở đây rất là vui. Hôm nay thì có mua trang thiết bị gồm có vật dụng, gồm có máy quạt, bếp ga với lại tivi. Sau khi lắp xong thì tuần sau thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại một lần nữa để quay cho cô bác quý anh chị xem. Cảm ơn cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng Bùi Hồ cho giao hoàn cảnh gia đình của chị Nguyệt cũng như là những hoàn cảnh khó khăn. Mong cô bác quý anh chị có một cái sức khỏe dồi dào và xin hẹn gặp lại ở clip ở tuần sau. Dạ, Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Đây là cái cây cầu đi xuống nè. Nhìn ở xa xa nhìn đẹp, không khác đâu có cái bên ngôi nhà có anh Xuyên đâu anh được. Cầu này nó hạ xuống hả? Dạ. Còn cái phần ở ngoài sau này thì anh được anh sẽ tài trợ luôn hai cái cây gòn cặp hai bên này đặng cho nó bớt chồng chềnh cái chiếc ghe đi, nó còn hơi bị lắc. Anh nói là khoảng khi nào có gòn anh. Người ta cho gòn nha, anh vận chuyển khi nào anh được. Có lẽ ngày mốt hoặc bữa kia nó bắt chảy. Vậy là tuần sau là lên là nó hết bị lắc rồi đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Tối em về. Dạ con chào chú, con về nha. Dạ.